Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như các bạn đã biết thì chén nước hoa Dolce Gabbana The One của nam là một trong những cái mùi hương thuộc top đầu mà các cánh đàn ông lựa chọn để sử dụng làm mùi hương đi Tết, đi hẹn hò hay là muốn gây thiện cảm với các chị em phụ nữ. Thì đó là một cái mùi hương khá là nịnh mũi, đến từ combo thuốc lá, đậu tonka rất là ngọt ngào. Và trên tay mình đây đang là The One phiên bản For Her và mình được EAP Store tài trợ để có thể review. Và không biết là các bạn ở đây thì có tò mò như mình không, chắc là liệu mùi hương này thì nó có sát trai hay là nó có gọi là thu hút cánh đàn ông như cái mùi hương The One của nam hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quan điểm cá nhân của mình về mùi hương này, và chúng ta cùng nhau vào video nhé. Đang tìm một nơi mua nước hoa mà chưa biết lựa chọn đâu thì các bạn có thể tham khảo EAP Store, để ở link phía dưới phần mô tả nhá. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào video, đó là đầu tiên về ngoại hình của chai nước hoa này. Thì như các bạn thấy rằng là nó có ngoại hình khá là giống với chai Light Blue có ở đây, đều của nhà Dolce Gabbana đây. Và cái chai The One này thì trông nó thon hơn một chút. Còn cái phần nắp của The One thì được làm bằng kim loại khá là cứng. Và các chị em nào mà sử dụng mà kiểu ông nào mà bướng thì anh chị em ném phát vỡ đầu luôn được, hết bù lao bù toét đó. Và về cái phần dui thì các bạn thể nhìn thấy là cái phần dui của chai nước hoa này thì nó có phần ngả vàng, và chắc chắn rồi, mình nghĩ là mùi hương này bám tỏa rất là tốt. Tiếp tới chúng ta đến mùi hương của chai nước hoa này. Nếu như The One của nam sử dụng cái nốt hương thuốc lá, đậu tonka làm chủ đạo, thì ở The One của nữ sẽ là một cái tông mùi ngọt nhưng mà kiểu floral, hoa một chút. Và khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì nó sẽ giống như là các bạn mua một cái đóa hoa trắng gồm hoa cúc, hoa ly lẫn lộn mà các bạn cắm vào và các bạn tưới một chút nước lên, thì cái mùi hoa ở đây nó rất là rõ, như kiểu các bạn chúc thẳng mũi vào đấy vậy. Và cái nét tươi ở đây thì nó có kiểu hơi kiểu các bạn cảm thấy là nó khá là tươi kiểu mọng nước ấy, thì nó đến từ quả vải. Và các bạn nhìn thấy là một chút ngọt, một cái mùi ngọt mà không phải của hoa ly, cũng không phải là của hoa huệ, hoa trắng, mà ở đây nó, mình nghĩ là nó đến từ hoa hoàng lan. Hoa hoàng lan thì tên tiếng Anh là ylang ylang à? Ừ, cái hoa đấy thì mình, đặc biệt là mình, mũi mình rất là nhạy với mùi hương đấy, tại vì với cái mùi hương của hoàng lan ấy thì nó khá là già, nên là kiểu mình ngửi một phát là mình có thể nhận thấy luôn. Thì tí nữa mình không, cái độ tuổi thì mình sẽ nói rõ hơn về cái nốt hương hoa này. Và dry down về sau thì các bạn nhận thấy rằng là cái mùi hoa nó sẽ cái cảm giác tươi của hoa nó sẽ dịu sướng, nó sẽ kết hợp cùng một chút kiểu fruity, cùng một chút kiểu của vani nữa, nó làm nên một cái mùi hương có xu hướng kiểu creamy, nhưng mà nó khá là kiểu nó ngọt, nhưng mà nó không phải là kiểu ngọt kiểu khé, mà nó ngọt theo cái kiểu floral ấy. Nên là mình cảm thấy rằng là mùi hương này nó khá là nữ tính. Cảm nhận của mình khi mà mình xịt cái mùi hương này ấy, thì khoảng tầm nửa tiếng đầu khi mà mình mới xịt thì mùi hương này nó rất là nồng. Đúng theo cái nghĩa mà gọi là các bạn sử dụng nước hoa thì các bạn nói là mùi hương này nó khá là nồng và kiểu ngọt, hơi kiểu hắc hắc phấn phấn, nó khá là khó chịu. Nhưng mà dry down về sau thì nó lại khá là mịn màng, khá là dễ chịu. Thì đấy, như mình đã phân tích ở trên. Về cái độ bám tỏa của em nói thì các bạn đừng nghĩ rằng là cái dui đậm như này thì nó sẽ bám tỏa tốt. Thì đây tổng thể là một cái mùi hương kiểu ngọt, kiểu floral ấy, nên là em nó chỉ lưu ở trên da khoảng tầm 8 tiếng. Nếu như da tốt thì có thể hơn được một chút. Và cái độ tỏa hương tầm nửa cánh tay đến một cánh tay, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Thì đó là về độ bám tỏa của em nó. Về cái độ tuổi, cái phong cách cũng như cái thời điểm khuyên dùng của chai nước hoa này, thì đầu tiên là về cái độ tuổi, thì mình nghĩ là với cái mùi hương có hơi hướng hoa, nhưng mà cá nhân mình thấy là nó làm khá là già, nên là cái độ tuổi phù hợp nhất là tầm từ 25 đến 27 tuổi đổ ra. Và cái phong cách ăn mặc thì mình nghĩ rằng là các bạn phải mặc những chiếc váy, có lẽ rằng là mặc những cái bộ quần áo mà nó kiểu hơi kiểu năng động thì không hợp lắm, tại vì đây là một cái mùi hương nó khá là nữ tính và nó có một cái nét sang trọng cũng như là có độ trưởng thành nhất định. Nên là mình nghĩ là mặc những cái chiếc váy này, rồi đeo những cái trang sức như là vòng cổ, túi xách, rồi trang điểm hơi đậm một chút, thì như kiểu các quý cô ấy, như kiểu lady ấy, thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách như vậy. Và cái thời điểm khuyên dùng của em này ấy, thì mình nghĩ là các bạn đi dự tiệc, đi ăn đám cưới, rồi đi đến những cái buổi gặp mặt mà nó yêu cầu cái sự sang trọng nhất định, như kiểu gặp gỡ khách hàng, gặp gỡ đối tác, thì em này ok. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái mùi hương này để gọi là đi cà phê này, hay là các bạn sử dụng hàng ngày này, đi làm, thì mình nghĩ là nó có vẻ không vừa vặn lắm. Với có nghĩa là nó tùy cái cách ăn mặc của các bạn. Nếu mà các bạn ăn mặc cái gu đi làm mà thường xuyên phải mặc váy cùng các thứ thì xịt mùi này ok. Còn nếu như các bạn muốn một cái mùi hương kiểu các bạn theo phong cách kiểu năng động, trẻ trung, thì đây không phải là cái mùi hương phù hợp. Và hiện tại trên thị trường thì đang có hai phiên bản, đó là phiên bản EDT cũng như là phiên bản EDP. Thì với cá nhân mình thì mình thấy rằng là hai cái phiên bản nó không khác nhau nhiều lắm. Ở cái phiên bản EP ấy, thì cái mùi hương của Footy nó sẽ dày hơn, bạn sẽ cảm nhận được rõ mùi của vải hơn, cũng như là cái mùi hương nó sẽ có phần già hơn. Còn ở phiên bản ET này thì nó nhiều hoa hơn, và mình cảm thấy là nó trẻ trung hơn một chút. Nhưng mà tổng quan nó vẫn là một mùi hương dành cho những người phụ nữ kiểu trưởng thành, gọi là lady. Nếu như bạn là một fan của nhà Dolce & Gabbana này, rồi bạn là một fan của những cái tông mùi kiểu ngọt ngào floral, và các bạn đang tìm một cái mùi hương nó ở độ tuổi tầm từ 25 tuổi đổ lên, theo cái phong cách kiểu lady, kiểu quý cô nhưng mà vẫn nữ tính, thì các bạn không thể bỏ qua mùi hương này, dấu ăn của nữ. EDT hay EDP cũng đều rất ok. Thế không biết là các bạn đã sử dụng qua channel hoa này chưa, thì các bạn hãy cùng bình luận, trao đổi ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share và ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.